ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ, ban lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay, gia đình Phật tử Minh Phúc Từ Phúc, những người bảo trợ cho chương trình an toàn giao thông qua chiếc nón búp sen từ bi, kính thưa các bậc phụ huynh của gần 800 cháu mầm non và thiếu nhi đang có mặt tại ba lầu, tầng 1, tầng 2 và tầng 3 của chùa Giác Ngộ, cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương sự có mặt của tất cả chúng ta. Quỹ đạo Phật ngày nay chùa Giác Ngộ quan tâm đến phúc lệ của mọi người, cho nên trong 5 năm qua đó, từ thời điểm thành lập ngày 6 tháng 5 2013 đã trao tặng học bổng cho tăng ni, cho sinh viên, ấn tống khoảng 1 triệu quyển kinh sách để giúp mọi người hiểu được Phật Pháp, có hàng trăm chuyến đi mang tình thương quà tặng đến các mảnh đời bất hạnh cơ nhỡ, giúp đỡ cho rất nhiều người già, trẻ mồ côi, thành phần kiếm thị và tàn tật, trao tặng 183 căn nhà tình thương cho 1.000 kiều bào hồi cư từ Campuchia sống quen hồ dầu tiếng, và nhiều cầu đường để tăng cao sự giao thương cũng như là phát triển đời sống kinh tế của gia đình. Bên cạnh các chương trình phúc lệ cho người lớn, quỹ đạo Phật ngày nay rất quan tâm đến tuổi mầm non và thiếu nhi. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói có 4 thứ nhỏ không thể xem thường, ngược lại phải quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ. Thứ nhất, một hoàng tử nhỏ sẽ trở thành đại vương trong tương lai. Thứ hai, một chú tiểu nhỏ sẽ trở thành bậc cao tăng thạc đức trong tương lai. Thứ ba đó là một cô cậu bé nhỏ như các con đang có mặt tại chùa Giác Ngộ sẽ trở thành thanh niên, tráng niên, trung niên, lão niên, đóng góp cho các phương diện chính trị, xã hội, giáo dục, văn hóa của đất nước. Và thứ tư đó là một ngọn lửa nhỏ biểu hiện của tâm sân hận, giận tức, khó chịu, có thể đốt cháy mối quan hệ xã hội, rừng công đức và thậm chí là giết chết người. Như vậy, tất cả các con ở tuổi mầm non và thiếu nhi là một trong 4 đối tượng được Đức Phật rất thương, và các thầy, các sư cô, các quý Phật tử, quỹ đạo Phật ngày nay và Mạnh Thường Quân rất quan tâm và rất thương. Cho một tràng vỗ tay thật là lớn để tán dương sự thương tưởng này. Kết thúc chương trình ngày tu búp sen từ bi hôm nay, 9 tháng 6 2018 là chương trình quỹ đạo Phật ngày nay đã trao tặng 1.000 chiếc nón bảo hiểm cho các cháu mầm non và thiếu nhi. Nón này đã có hình màu trắng tượng trưng cho sự tinh khôi và trong sáng hồn nhiên của tuổi thơ.
Bên tay trái đó có huy hiệu từ bi của quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Bên tay phải đó có bốn chữ búp sen từ bi là khóa tu mà các con đã tham dự trong gần 2 năm qua. Ở phía sau của nó có 4 hàng chữ: con xin cảm ơn những người thương trẻ nên đã chạy xe an toàn cẩn thận. Đó là một lời nhắc nhở cho những tay lái ở đằng sau của các chiếc nón mà các cháu mầm non thiếu nhi như các con đó đang đội trên đầu. Chương trình này được sự bảo trợ của gia đình Minh Phúc và Tường Phúc với số lượng cúng dường 1.000 chiếc nón, mỗi chiếc trị giá 80.000 đồng. Các cháu hãy cho một tràng vỗ tay tán lương. Các con có thể đặt câu hỏi tại sao quỹ Đạo Phật Ngày Nay lại trao cho các con chiếc nón mà không phải là quà ăn hay là sữa uống như trong những kỳ khóa tu trước. Thầy kể cho các con nghe đó, hiện nay tai nạn giao thông cướp đi mạng sống của con người trên toàn cầu, không chỉ ở Việt Nam. Đó là mối đe dọa và rút ngắn cuộc sống của con người trên quả địa cầu này lại. Vì không muốn các con phải rơi vào tình trạng đó, dầu chỉ là thương tật, đồng thời cũng không muốn tất cả các cháu thiếu nhi và con người bị rơi vào tình trạng tử vong bởi giao thông. Chương trình quỹ Đạo Phật Ngày Nay đó quan tâm đến chiếc nón an toàn giao thông. Theo tổ chức Sức Khỏe Thế Giới thì hiện nay đó, tử vong bởi tai nạn giao thông có thể chia làm 4 nhóm. Nhóm 1, cứ khoảng 100.000 người tham gia giao thông thì có tối thiểu 30 người bị tử nạn. Đó là nhóm được xem là cao nhất. Đứng đầu nhóm này đó thì Thái Lan có 36,2 người chết trên tổng số 100.000 người tham gia giao thông, phá kỷ lục tồi tệ trên toàn cầu. Congo có 33,2 người chết và Iran đó là 32,1 người chết. Đó là 3 quốc gia tiêu biểu có số tử nạn giao thông cao nhất thế giới và thuộc về nhóm thứ nhất, đáng được quan ngại. Nhóm thứ hai, trung bình 100.000 người tham gia giao thông thì có 20,1 cho đến 30 người qua đời. Trong nhóm này đó thì Việt Nam á là nhóm có cái tỷ lệ khá cao. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 24,5 người chết trên tổng số 100.000 người tham gia giao thông đường bộ. Sau Việt Nam thì có Malaysia 24 người và Brazil 23,4 người. Như vậy Việt Nam đứng vào nhóm thứ hai có tỷ lệ tử nạn giao thông cao trên toàn cầu. Đó là điều rất đáng buồn. Nếu các con không muốn Việt Nam mình nằm ở trong cái nhóm thứ hai tồi tệ này đó thì hãy cho một tràng vỗ tay cam kết an toàn giao thông. Cảm ơn các con. Nhóm thứ ba có 10,1 đến 20 người chết trên tổng số 100.000 người tham gia giao thông. Thì trong nhóm này đó, Mỹ có tỷ lệ 10,6 người, Philippines 10,5 người, Hàn Quốc 12 người. Đó là cái tỷ lệ tử nạn giao thông tương đối là ít.
Nhóm thứ tư là nhóm tốt nhất, tử nạn giao thông dưới 10 người trên tổng số 100.000 người tham gia giao thông. Trong nhóm xuất sắc này đó thì Monaco có tỷ lệ sấp xỉ bằng không, vì đây là một nước nhỏ nhất của thế giới, có dân số rất thấp và chạy xe rất an toàn. Thụy Điển chỉ có 2,8 người tử nạn, Anh 2,9 người tử nạn, Thụy Sĩ 3,4 người, Singapore 3,6 người và Nhật Bản là 4,7 người trên tổng số 100.000 người tham gia giao thông. Trong danh sách đặc biệt này đó thì tại các nước châu Á có hai quốc gia đạt tiêu chuẩn cao, đó là Singapore và Nhật Bản. Như vậy, tử nạn giao thông tại Việt Nam là có tỷ lệ đáng báo động. Ngày 31 tháng 12 2017, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia của Việt Nam công bố trong năm 2017 đó, thì tại Việt Nam có 20.280 vụ tai nạn giao thông bằng đường bộ. Trong số đó đó, nạn nhân trẻ em chiếm 7% trên tổng số này. Thì đó là con số rất là đau lòng. Lẽ ra ở tuổi trẻ em, các con xứng đáng được khỏe mạnh, được chăm sóc, được thương yêu, được học tập và được trưởng thành về cơ thể, về cảm xúc, về tâm trí. Nhưng 7% trên tổng số 20.280 người Việt Nam đó thì trẻ em á thuộc về nhóm nạn nhân. Trong số đó thì có 90% thuộc 7% trẻ em đó, đó là học sinh lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Có nghĩa là khi các cháu học sinh bắt đầu cho phép được lái xe, nhưng vì lạng lách và chứng tỏ mình là một người lái xe giỏi, do đó đã không thể giữ được sự an toàn tuyệt đối trong việc tham gia giao thông. Đó là điều rất là đau lòng. Như vậy, riêng năm 2017, Việt Nam có 8.000 người chết giao thông trên toàn quốc và hơn 17.000 người bị thương tật và cấp cứu ở các bệnh viện toàn quốc, cấp tỉnh thành, cấp quận huyện. So với năm 2016 trở về trước đó, thì tỷ lệ tử nạn giao thông tại Việt Nam có thuyên giảm. Một phần đó là do sáng kiến của Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Bộ Giao thông tổ chức lễ cầu siêu tập thể cho các nạn nhân chết vì tai nạn giao thông, và hàng ngàn người đã tham dự tại chùa Bái Đính ở miền Bắc, chùa Quán Sứ ở Hà Nội và chùa Vĩnh Nghiêm ở thành phố Hồ Chí Minh. Các đài truyền hình, báo và tạp chí radio tại Việt Nam đưa tin rất rần rộ về lễ cầu siêu các nạn nhân tử nạn giao thông để cảnh báo về các rủi ro xấu nhất mà người tham gia giao thông đó có thể trở thành nạn nhân. Nhờ đó, năm 2017 đó, số lượng người chết và bị thương vì tai nạn giao thông là có thuyên giảm nhất định. Đó là những con số rất đau lòng theo thống kê của Tổ chức Sức khỏe Thế giới. Sau đây thì thầy sẽ nói về phương pháp khắc phục các rủi ro trong tai nạn giao thông. Hiện nay trên toàn cầu đưa ra 5 phương pháp, trong đó đó có trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước thuộc trên 175 quốc gia, và đặc biệt là những người trực tiếp tham gia giao thông
hoặc là bị động tham gia giao thông. Bị động tham gia giao thông có nghĩa là gì? Chúng ta là người ngồi xe đạp ở yên sau, hoặc là ngồi xe Honda ở yên sau, hoàn toàn bị động, được người ngồi ở trước mình chở mình. Thứ nhất là các quốc gia, trong đó có Việt Nam, cần phải hiện đại hóa hạ tầng giao thông, tức là mở rộng các con đường theo tiêu chuẩn là phải 4 làn xe mỗi chiều cho đến 8 làn xe. Ngoài ra đó, cần phải có làn xe riêng cho người chạy xe đạp và làn xe cho người đi bộ. Đức và Hà Lan đó là hai nước rất điển mẫu trong vấn đề có làn xe riêng cho người chạy xe đạp và có cái lề đường an toàn cho người đi bộ, mà các quốc gia trong đó có Việt Nam á, nên tham khảo và học hỏi. Chất lượng của hạ tầng giao thông á, phải tốt, không có ổ gà, ổ chuột, không có những cái cua quá là khúc khuỷu, có đủ tất cả các bảng biển báo chỉ dẫn về giao thông, cách 3 cây số, 2 cây số, 1 cây số, 500 mét và dài trăm mét, dài chục thước, trước những cái ngã tư, ngã ba, bồn binh, những ngã rẽ, những đường cao tốc, đường thoát, đường lên. Hệ thống chỉ dẫn càng chi tiết, càng đạt tiêu chuẩn chừng nào đó thì tai nạn giao thông sẽ giảm thiểu chừng đó. Nước Đức được xem là nước có hệ thống bảng biển giao thông tiêu chuẩn nhất thế giới. Thứ hai, các cơ quan nhà nước phải kiểm tra phương tiện giao thông, tức là mức độ an toàn của từng xe, phải kiểm định xe, chất lượng an toàn, và tài xế nào, chủ nhân nào của các xe không tuân thủ thì phải bị phạt, rút bằng lái, treo xe. Thậm chí nó có thể có những phương pháp chế tài nghiêm khắc hơn nữa. Thứ ba, đó là trách nhiệm của người tham gia giao thông. Không nên vượt đèn đỏ vì nhanh vài ba giây, mà nhiều nhất chỉ là 60 giây. Người tham gia giao thông có thể chậm cả một kiếp người, có nghĩa là chết hoặc là bị tàn phế để tai nạn. Đồng thời đó, người chạy giao thông, dù là xe đạp, xe Honda, xe hơi, không nên lạng lách đánh võng, và cũng không nên háo thắng, gọi là nỗ lực thi đua chạy nhanh chạy chậm để chứng tỏ rằng mình là anh hùng giao thông. Vì cái đó dẫn đến rủi ro, gây chết cá nhân và tập thể ở những người khác. Người tham gia giao thông phải tuân thủ tuyệt đối là không uống rượu, không uống bia và các loại chất độc gây sai khi tham gia các loại giao thông, dù chỉ là xe đạp. Thì đó là những trách nhiệm đạo đức và luật pháp mà người tham gia giao thông phải thực hiện. Thứ tư, các cơ quan nhà nước, các tổ chức tôn giáo và xã hội cần phải hợp tác tổ chức giáo dục ý thức về hậu quả của tử nạn giao thông và an toàn giao thông. Như Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thuộc Bộ Giao thông Vận tải để giúp cho người tham gia giao thông ý thức rõ bằng mắt thấy và tai nghe, với các số liệu minh họa rất cụ thể, để không biến mình trở thành các hồn ma trên xa lộ, và cũng không làm ai trở thành hồn ma. Và điều thứ năm, đó là chính sách chế tài bởi luật định, đó là siết chặt sự quản lý giao thông và phạt rất nặng để cho người tham gia giao thông sợ tuân thủ luật giao thông một cách an toàn.
không gây phương hại cho bản thân mình cũng như là người thân, và cũng không gây thương vong cho bất kỳ ai đang tham gia giao thông trên các làn đường, bao gồm đường đi bộ. Thì đó là năm điều kiện để giúp cho tử nạn giao thông giảm đi khá đáng kể. Thì trong năm điều này đó, các con thấy điều thứ ba nó thuộc về trách nhiệm của người tham gia giao thông. Cho nên khi các con được cha mẹ, anh chị, cô bác, dì, thím, mợ chở đi đến trường hay là chở đi chơi, các con phải mạnh dạn gọi là giả vờ kề sát miệng và lỗ tai của người chở mình đi nói chuyện, để xem từ miệng của người chở mình đi có phát ra mùi rượu bia hay không. Nếu cha mẹ, anh chị em, bà con và người nào đang chở các con đi mà phát ra từ miệng họ mùi rượu bia thì các con nói như vậy đã phạm luật, con không muốn đi, và các con phải nhờ người thân cử một người khác chở các con đi. Vì đi trên xe, dù chỉ là xe đạp hay xe Honda hay xe hơi, bởi những người lái đã bị say rượu thì rủi ro các con bị chết, bị thương tật trọn đời là rất cao. Đừng nên thí mạng cùi. Vậy do đó các con đừng sợ cha mẹ và người lớn giận, nói một cách lễ phép để cho cha mẹ người lớn thương mình, bảo hộ mình. Đồng thời các con phải yêu cầu cha mẹ, đó là cho các con đội nón lên. Bây giờ thì chùa Giác Ngộ với quỹ đạo Phật ngày nay đã tặng cho mỗi người một cái chiếc mũ an toàn này. Thì khi ra đường, ngồi trên xe đạp hay là trên xe Honda, các con phải đội mũ bảo hiểm này. Theo Ủy ban An toàn Quốc gia Giao thông của Việt Nam đó, thì trong 10 năm bắt buộc đội nón bảo hiểm thì Việt Nam đã giảm đi được 15.000 người chết trên tất cả các tuyến đường. Đồng thời đó đã cứu được 55.000 ca chấn thương sọ não vì không có đeo nón, không có đội nón đó, khi té bể tai nạn giao thông. Đầu của các con sẽ đập trực tiếp xuống đường, mà đường thì được làm bằng nhựa pha lẫn với đá xanh, cho nên sẽ vỡ sọ, chấn thương sọ não, có thể chết, có thể điên loạn, có thể bị tàn phế trọn đời. 10 năm thực hiện nón bảo hiểm này đó đã giảm đi được 55.000 ca chấn thương sọ não. Các con có muốn mình không nằm trong danh sách của những người bị chấn thương sọ não không? Phải muốn chứ, không nằm trong danh sách là phải muốn. Thầy hỏi lại nha, các con có muốn mình không nằm trong danh sách bị chấn thương sọ não thì nói lên thật lớn. Muốn. Và cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Muốn vậy thì các con phải đội nón bảo hiểm, dù chỉ là đi vài chục mét, vài trăm mét. Nói về thiệt hại kinh tế thì do không đội nón bảo hiểm đó, trong vòng 10 năm nền kinh tế Việt Nam bị tổn thất trung bình đó là khoảng 3,5 tỷ Mỹ Kim. Đó là con số rất là lớn. Như vậy đội nón bảo hiểm trong 10 năm tiết kiệm được cho nền kinh tế Việt Nam 3,5 tỷ đồng đô la. Đó là con số có thể nuôi hàng triệu người dân Việt Nam nghèo khó ở các vùng sâu, vùng xa và vùng cao nguyên. Nghĩ đến sự an toàn mạng sống, an toàn sức khỏe và cái quyền trải nghiệm hạnh phúc của các con là mầm non và thiếu nhi, Quỹ Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ vận động gia đình Phật tử Minh Phúc và Từ Phúc tặng cho 1.000 chiếc nón bảo hiểm ngày hôm nay. Các con thấy có đẹp không? Thầy thấy thầy còn mê mà. Bây giờ các con hãy nhìn thấy nè, thầy đội cái nón này vào nha, và cài nút lại. Trước khi cài nút á thì các con phải kéo cái dây này cho thật chặt,
để khi cài lại đó, cái sợi dây này nó phải sát với cái cầm bên dưới này. Còn lỏng như thế này là không đúng. Vì nó lỏng như thế này đó, khi các con bị ngã xuống dưới đường, cái nón này sẽ hắt ra và đầu của các con á sẽ bị va đập ở trên đường, dẫn đến hoặc là chết hoặc là bị tai nạn. Cho nên á, các con phải làm kỹ, nói cha mẹ mình giúp giùm cái cách tháo này ra nha. Kéo lại, rút lại, phải rút sát lại, phải tập làm thành thói quen đó, cho nó bằng đó. Bây giờ vẫn còn lỏng nè, các con phải kéo làm thế nào để nó sát như thế này nha. Lúc mà mình mang vào, mình có cảm giác là nó hơi tù túng, nhưng phải tập thành thói quen. Cái tù túng đó sẽ giúp cho các con được an toàn khỏi tai nạn giao thông, và đó là điều rất là đáng làm. Như vậy các con tập thói quen giống như thầy, dù là một tu sĩ, đầu á phải cạo trọc, nhưng mà vì tôn trọng luật pháp Việt Nam, tôn trọng mạng sống do cha mẹ thầy sinh ra và quý trọng kiếp người, cho nên khi đi đường bằng xe Honda hay xe đạp, thầy và các thầy, các sư cô, dù là hòa thượng hay là sư bà, đều phải đội nón bảo hiểm và thực hiện theo cái cách là an toàn như thầy vừa mới hướng dẫn các con. Các con thấy là đội nón này có khó không? Bây giờ tất cả các con ở hàng đầu tiên nè, hãy bắt chước thầy đội vào. Các con hãy kéo cái sợi dây này nha, rút sợi dây này. Bây giờ nhờ cho mẹ nha làm. Rồi bây giờ cầm cái đầu của cái chốt, đưa vào cái vị trí và cài lại. Nghe cái tách như thế này là mới đúng nha. Các con nghe không? Tách như thế này là mới đúng nha. Còn cài mà không có cái tách á, có nghĩa là nó chưa ăn ngàm với nhau. Do đó khi té xuống á, là cái nón văng ra bên ngoài, thì đầu các con vẫn bị bể, vẫn bị chấn thương sọ não và vẫn phải bị chết. Cho nên á, cài á, phải nghe cái tiếng tách nè, nghe không? Thầy lặp lại nè, tách không? Đó. Và khi cài xong á, là cái sợi dây phải nằm ở dưới càm của mình, sát với cái càm chứ không được rộng ra, không được bị lỏng. Thì việc cài nón như vậy mới thật sự là an toàn giao thông. Bây giờ tất cả các con quan sát, thấy sư phụ làm có dễ thực hiện không? Làm được không? Nếu làm được thì cho một tràng pháo tay thật lớn nào. Bây giờ sư phụ giả vờ nè, sư phụ đang lái chiếc xe đạp nè, hay là lái xe Honda nè. Thì chạy mà đổi nón như thế này là an toàn, không có lo lắng gì hết á. Ngồi trên xe bình an, không lo lắng, không sợ hãi, không căng thẳng, không mệt mỏi. Các con mới trải nghiệm được hạnh phúc. Các con có muốn như thế không? Muốn thì sau khi nhận nón bảo hiểm về, khi đi ra đường, ngồi trên xe đạp hay là ngồi trên xe Honda, các con buộc phải đội nón bảo hiểm vào. Nếu ba mẹ, người thân của các con nói không cần đâu, đi ngắn thôi, mấy phút là về tới nhà, không cần phải đội, các con phải nói rằng là: thưa ba, thưa mẹ, thưa anh, thưa chị, sư phụ con là thầy Nhật Từ dạy rất rõ là phải tôn trọng luật giao thông, hễ ngồi trên xe là phải đội mũ bảo hiểm vào. Các con phải nhắc để đội vào rồi mới hay đi ngồi trên xe. Nếu có con mà làm được như thế thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Thầy cảm ơn các con, và thay mặt cho tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy chân thành tán dương gia đình Phật tử Minh Phúc và Tường Phúc đã phát tâm cúng, và rất mong các bậc phụ huynh tạo thành thói quen tích cực cho các cháu đội mũ giao thông an toàn, để có được một tương lai hạnh phúc và trở thành những người công dân có ích cho đất nước, và các thành viên con cháu ở trong gia đình đó sống hạnh phúc và bình an. Hãy cho một tràng vỗ tay thật là lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt toàn thể các bạn trẻ khóa tu ngày hôm nay, chúng con xin thành kính tri ân sư phụ. Và các bạn ơi, sắp đến giờ mình nhận quà rồi, mình có ngoan hơn không ạ? Mình có im lặng được không ạ?
Bây giờ mình nói một lời cảm ơn sư phụ được không? Rồi các bạn đọc theo cô nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính tri ân sư phụ. Chúng con hứa sẽ vâng lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ này chúng con xin thành tâm cung thỉnh sư phụ sẽ tặng những món quà vô cùng ý nghĩa đến quý mạnh thường quân, đặc biệt là Phật tử Minh Phúc, Minh Tường đã phát tâm tặng 1.000 nón bảo hiểm đến cho các bạn trẻ hôm nay. Xin mời Phật tử Giác Thanh Nhã, Phật tử Giác Diệu Thanh, gia đình Phật tử Minh Phúc và Minh Phường, Minh Tường tiến về sân khấu để nhận món quà tri ân của ban tổ chức dành cho quý vị, những người đã vì các em thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước mà gia tâm gia lực để giúp các em an toàn hơn, sống khỏe hơn, sống vui hơn cho những ngày tháng sắp tới của mình. Các bạn ơi, mình cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Bởi vì không có sư phụ, không có quý Phật tử ở trên sân khấu đây, không có những người đã thầm lặng hy sinh, chúng ta sẽ không có được những chiếc mũ vô cùng đẹp, vô cùng ý nghĩa và vô cùng bền chắc như thế này. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Dạ vâng, xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn gia đình Phật tử Minh Phúc và Tường Phúc. Cảm ơn cô Giác Thanh Nhã, cô Giác Diệu Thanh và các anh chị phụng sự viên Hoan Hỷ. Sau khi trao quà xong, quý vị hướng dẫn 10 em hàng bên tay trái của cô đứng lên phía trên. Rồi, bộ phận ghi hình, chúng ta chụp những bức ảnh ở phía trên sân khấu, những chiếc mũ rất là đẹp. Một lần nữa, thay mặt quý phụ huynh, các bạn trẻ, các em thiếu nhi ở tại lầu 3, xin thành tâm tri ân sư phụ Thượng Tọa Thích Nhật Từ, xin thành tâm tri ân gia đình Phật tử Minh Phúc và Tường Phúc, tri ân cô Giác Thanh Nhã, cô Giác Diệu Thanh và tất cả quý mạnh thường quân thuộc quỹ đạo Phật ngày nay. Bây giờ các con hãy giữ yên lặng nè, hãy giữ yên lặng nha. Rồi các con đội mũ an toàn lên trên đầu ha, mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm lên trên đầu. Rồi cùng với thầy niệm danh hiệu Phật 7 lần nè, để hứa với Phật là đi ra đường, ngồi trên xe, dù là xe đạp hay là xe Honda, phải đội mũ bảo hiểm vào nha. Bây giờ các con hãy hướng mặt lên trên Phật nè, hứa với Phật bằng cách là niệm danh hiệu Phật 7 lần nè. Tất cả các con cùng niệm theo thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi cảm ơn các con, cho một tràng pháo tay thật là lớn nào. Rồi mời các con trở về lại vị trí.
Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.